Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe an toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim đêm trên toàn cả nước. Ngày hôm nay thì hai anh em đang đi thu hoạch chim trăng nghịch với mắt đỏ trên bàn đánh đây. Cũng khá lâu mới ra được video cho anh em. Bởi vì thời tiết đợt này nó bất ổn, chim hôm đi hôm không. Con gì đấy? Lưới đổ mắt hết rồi. Đánh trăng nghịch này thì sử dụng bằng cái lưới mắt 4/8. Lưới này thì tiêu diệt được trăng nghịch với mắt đỏ. Anh em nào mà có nhu cầu mua lưới hoặc là loa đài âm thanh bẫy hai con này thì liên hệ, em để số điện thoại góc màn hình video nhé. Còn mùa này thì anh em chọn lên cái thế đánh là trên cái bãi trống như thế này này. Đó. Rối lắm nhỉ. Lại dính từ bao giờ lát hết cánh. Đợt này đánh được tuần trăng nghịch mặt lem thôi. Gọi là con chim non đấy anh em. Đi bộ mà. Đi bộ. Đi bộ mới chết đấy nhỉ. Đêm qua mưa không soi được anh ạ. Khu kia thấy dính được hai con kìa. Quay dần dần cho anh em xem. Úi, xẻ. Đánh ở ruộng ngô đây dân có bảo gì không? Dưới này thì anh em lưu ý nha, đánh cái diềm dưới này sát đất tí này. Đã dính hết đây rồi. Sáng có phải tuốt lưới lên không? Ừ, sáng phải tuốt lưới lên. Nọa đổ hết rồi, tối qua mưa hai anh em ngủ trong lều không biết gì anh em. Ui. Đây. Được. Đất. Đây. Đây đây, tính cả là to phết này. Ô cái gì? Đéo biết đất ở đâu nó rơi vào. Đây là ai xúc ngô rồi, xem người ta có xúc vào lưới không? Không, tối hôm qua làm gì đấy. Rách cả chết dở. Thế này sợi nó mảnh lắm anh. Đi thế đéo là. Tối đánh một kiểu, sáng ra gỡ một kiểu. Đây lốt xúc mới đây phải không? Em người ta có xúc vào lưới không? Có rách không? Gần đây làm đêm bác á. Ừ. Bảo dân bên đông không biết làm. Đi sao bên này nha. Được, cảm ơn. Phải nhìn qua cái bào tình chết được. Đi, phải nhìn. Đi, như quân tị lạ. Thấy tính con nào mặt này không? Đêm, phải đúng đêm nó ra thật. Có bị rách lưới không? Liên quan mình nhớ thì đâu ai làm đâu. Phần mày à này. Không có chữ. Đánh nhờ lại còn chữ. Đánh qua mãi tối không ra thả lưới. Cái này không được à? Đi ra gỡ bên kia. Người ta làm người ta cũng biết địa ý mà. Nói chung là đánh chim đêm hay đánh tất cả chim gì là đều phải nhờ vả phụ thuộc hết anh ạ. Đây, khu vực bàn lưới đây. Loa đài đánh đây. Đây. Ai à? À, mắt đỏ thì đánh bằng loa bát nhôm anh ạ. Còn trăng nghịch thì đánh bằng chiếc kèn HQ301 đấy. Hai con chung một chiếc đỏ. Đây là chết bố rồi ạ. Chết mất một con. Hả? Cuốn đồ cổ á? Nhưng thịt được không? Vứt treo 40.000, vứt gì? Trắng thịt à? Không là gì đâu. Rồi ok nhé. Đấy, anh em nào nhu cầu mua lưới loa đài thì liên hệ để số điện thoại góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.